Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Long Đeo The Automation. Mình xin tự giới thiệu, mình là Long, là kỹ sư dự án Vision của công ty VNTECO ở khu vực Đà Nẵng. Thì bên mình hiện tại đang cung cấp các dòng sản phẩm của hãng Cotnet. Thì bên mình cũng hỗ trợ để thực hiện việc khảo sát và thực hiện các dự án liên quan đến Vision. Thì hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một vài dòng sản phẩm mà bên mình đang cung cấp. Thì đầu tiên mình giới thiệu một cái dòng sản phẩm, đó chính là đây là con Insight 2001, là một cái dòng sản phẩm mình đã bán được rất nhiều trên thị trường. Thì nó có tính năng như là nhỏ gọn. Đây là cái dòng sản phẩm mà tích hợp gọi là Smart Cam, các lens, đèn, camera đều được tích hợp ở trong này, và nó có các tool như là tool pattern dùng để định vị phát hiện những, và tool như là brightness hay pixel count dùng để mà bắt lỗi. Thì đây theo mình nhận định là một dòng sản phẩm khá là tiện lợi và rất là hữu ích cho cái các công việc chặt lỗi. Tiếp đến thì bên mình có một dòng cao cấp, đó là dòng Insight 3008. Dòng này dùng cũng tích hợp các combo như là camera, lens, đèn, có cái lens autofocus. Thì nó còn có thêm các chức năng của AI, S-Learning, được thực hiện cho các dự án bên vi sinh truyền thống không làm được, thì mình sẽ sử dụng con này. Thì trước đây thì bên mình có dòng Insight 2008, thì nó cũng có các chức năng tương tự như Insight 3008, nhưng bên Insight 3008 thì có tốc độ cao hơn và có cái chế độ HDR thì giúp cái ảnh của mình rõ nét hơn, có thể giải quyết được một vài bài toán phức tạp mà bên Insight 2008 chưa thực hiện được. Đây, các bạn nhìn thiết kế thì con Insight 3008 thì nó sẽ lớn hơn một xíu. Rồi thì ngoài ra bên mình cũng có các dòng đọc code Dataman. Thì các dòng Dataman bên mình thì đọc code rất là uy tín, vì sẽ trên thị trường thì dòng cam của mình cũng tập trung nghiên cứu về cái phần đọc code nhiều, nên thành ra các tính năng nổi trội như là tốc độ cao và đọc được những code khó, code bị khuyết điểm thì nó vẫn đọc được. Cùng phân khúc với Insight, cùng cái dạng Vision truyền thống, thì bên mình cũng có con Insight 8420 hoặc là 8450. Thì nó có cái giao diện, nó có cái phần thiết kế là nhỏ gọn, nhưng có cái nhiều cái tool hơn, đa dạng tool giúp mình giải quyết những bài Vision khó. Thì qua đây mình cũng xin giới thiệu đến các bạn, để các bạn nếu như có nhu cầu về bên phần khảo sát dự án Vision thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0375012408. Thì cái số điện thoại này mình sẽ ghi dưới phần mô tả, nếu các bạn quan tâm thì có thể liên hệ mình. Bên mình sẽ tới trực tiếp để mà khảo sát và sau đó lên phương án giải quyết cho các bạn. Phần giới thiệu của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn thấy hay. Nếu hay thì hãy cho mình một like, một sub để mình có thêm động lực ra video tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại các bạn.